Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin cựu chủ tịch nước Trương Tấn Sang hết thời, nhà Đặng Thị Hoàng Yến tháo chạy. Cựu chủ tịch nước Trương Tấn Sang không ưa gì ông cựu thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng. Tuy nhiên, khi còn là người chơi trên vũ đài chính trị Việt Nam, ông Trương Tấn Sang vẫn không đủ lực để đối đầu một trong những thế lực chính trị mạnh nhất Việt Nam. Ông Trương Tấn Sang chọn cách liên minh với ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng để đối đầu với ông Bà Dũng. Ông Trương Tấn Sang được là người cho rằng là người khôn khéo, ông biết cách luồn lối này, lách lối kia, bắt tay người này, chống lại người kia để nâng cao sức mạnh. Chính ông Trương Tấn Sang là người bị Bộ Chính trị kỷ luật vì để cho băng nhóm tội phạm Trương Văn Cam hoạt động trong thời gian dài. Đây là vụ án rất lớn, có thể nói là vụ án lớn nhất từ trước tới nay. Ông Sang bị đưa ra Hà Nội và cho ngồi vào chiếc ghế trưởng ban kinh tế trung ương. Đây là vị trí ngồi cho có, xem như hết nhiệm kỳ 5 năm, ông Sang sẽ về vườn. Cựu chủ tịch nước Trương Tấn Sang của Việt Nam. Không hiểu sao sau 7 năm ngồi chơi xoay nước ở ghế trưởng ban kinh tế trung ương, ông Sang bất ngờ ngồi vào ghế thường trực ban bí thư. Thời gian này được xem là lúc ông Trương Tấn Sang chuyển bại thành thắng ngoạn mục. Khi là thường trực ban bí thư, ông Trương Tấn Sang có tham vọng tranh chức tổng bí thư nhưng thất bại trước ông Nguyễn Phú Trọng. Và ông nhận giải an ủi là chức chủ tịch nước. Trong cuộc đời chủ tịch nước, trừ ông Lê Đức Anh có quyền lực ngầm thì ông Trương Tấn Sang cũng đã tạo cho mình một sức mạnh đáng kể. Dù ông ngồi vào ghế hữu danh vô thực, từ năm 2011 thế lực của ông Nguyễn Phú Trọng yếu, ông Trương Tấn Sang cũng chẳng thể mạnh hơn ông Nguyễn Tấn Dũng. Hai ông này kết lại liên minh, hai ông dự tính là vận động Trung ương Đảng và Bộ Chính trị để phế truất ông Nguyễn Tấn Dũng vào kỳ hội nghị Trung ương giữa tháng 10 năm 2012. Tuy nhiên, cả hai đều thất bại, khiến ông Nguyễn Phú Trọng đọc diễn văn bế mạc hội nghị mà tức nghẹn đến phát khóc. Trong diễn văn, ông Trọng chỉ gọi ông Nguyễn Tấn Dũng bằng từ một đồng chí mà không dám gọi thẳng tên. Bà Đặng Thị Hoàng Yến hiện đang sống ở Mỹ. Vài ngày sau khi về Thành phố Hồ Chí Minh họp cử tri, ông Trương Tấn Sang cũng thông báo về việc Trung ương Đảng không kỷ luật một đồng chí. Ông Sang cũng không dám nhắc đến tên mà chỉ gọi là đồng chí X. Từ đấy, bà Dũng có thêm danh xưng là bà X như là vậy. Đấy là câu chuyện đấu đá cung đình hơn 10 năm về trước. Tuy thất bại trước bà Dũng, nhưng nhờ thiết lập liên minh với ông Trọng, nên ông Trương Tấn Sang cũng đã đưa được đàn em của ông là Trương Hòa Bình vào Bộ Chính trị và có được tới chức Phó Thủ tướng Thường trực. Vào năm 2016, ông Sang chính thức về vườn và sau đó không lâu ông Trương Hòa Bình cũng về vườn theo. Từ đó quyền lực chính trị của ông Trương Tấn Sang không còn nữa. Khi còn có quyền lực trong tay, từ thời làm lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh, ông Trương Tấn Sang cũng như bao lãnh đạo khác cũng nuôi sân sau. Sân sau của ông được cho là tập đoàn Tân Tạo của chị em bà Đặng Thị Hoàng Yến, ông Đặng Thành Tâm và ông Đặng Quang Hạnh. Vì là sân sau của ông Trương Tấn Sang nên chị em bà Hoàng Yến đã bị bà Dũng chặt đầu, dần cho ra bã bằng cách chặn dự án nhiệt điện Kiến Lương 1 của bà Yến. Vụ này làm bà Yến sau khi sang Mỹ rồi vẫn còn ấm ức đâm đơn kiện ông Nguyễn Tấn Dũng 2 tỷ đô la, nhưng vụ kiện không đi đến đâu. Em trai bà Đặng Thị Hoàng Yến cũng tháo chạy khỏi Tân Tạo. Vào ngày 3 tháng 4, báo chí trong nước cho biết em trai bà Đặng Thị Hoàng Yến đã rời vị trí tổng giám đốc công ty Tân Tạo. Xem như sau bà Yến, ông Hạnh cũng rút chân khỏi Tân Tạo vì thế lực đỡ đầu của Tân Tạo ngày nào giờ cũng đã hết lực để đỡ. Thế lực ông Trương Tấn Sang đã tàn nhưng che già mà chẳng có măng mọc. Còn ông Nguyễn Tấn Dũng giờ đây có đứa lứa măng mọc khá cao. Nguyễn Thanh Nghị là con ông, đang là bộ trưởng, có rất nhiều triển vọng làm phó thủ tướng. Xem ra cơ hội cho gia đình Đặng đã hết từ lâu, rút đi là vừa. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo .d với bản tin cựu chủ tịch nước Trương Tấn Sang hết thời, nhà Đặng Thị Hoàng Yến tháo chạy.
Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de. Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Miếng ăn triệu đô của các tướng công an. Bộ Công an thời ông Tô thối nát tột cùng. Vào ngày 18 tháng 2 vừa qua, ông Đinh Văn Nơi cho Công an Quảng Ninh tóm Thiếu tướng Đỗ Hữu Ca vì tội chạy án. Sau đó Bộ Công an công bố ông Đỗ Hữu Ca nhận tới 35 tỷ đồng để chạy án. Chỉ cần một vụ án, ông tướng Công an này đã có được gần 1,5 triệu đô la Mỹ, một con số không thể nào tin được. Theo thông tin mật mà chúng tôi nhận được từ giới quan chức giấu tên cung cấp rằng dưới thời ông Tô Lâm, mỗi suất giám đốc công an tỉnh, thành phố là 30 tỷ đồng. Con số này ban đầu chúng tôi ngờ là thổi phồng, nhưng người cung cấp xác định đấy là con số trung bình, không phải là con số cao nhất. Tuy nhiên, đến vụ án Đỗ Hữu Ca thì mới thấy thông tin này là có cơ sở, chứ không hề thổi phồng. Chỉ cần một lần chạy án mà bỏ túi được chục tỷ đồng, thì con số 30 tỷ đồng cho một suất thuyên chuyển làm giám đốc công an một tỉnh là không cao, thậm chí còn quá rẻ nữa là khác. Đỗ Hữu Ca đã cắn một miếng tới 35 tỷ đồng. Những suất như giám đốc công an các tỉnh biên giới, công an các thành phố lớn như Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội hay Hải Phòng, An Giang, Quảng Ninh là những suất rất có giá. Vào ngày 3 tháng 4, Bộ Công an cho biết họ đã khởi tố ông Nguyễn Anh Tuấn, cựu phó giám đốc công an thành phố Hà Nội về tội đưa hối lộ, môi giới hối lộ, nhận hối lộ, lừa đảo, chiếm đoạt tài sản và lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Ông Nguyễn Tuấn Anh bị cáo buộc nhận hơn 61 tỷ đồng để giúp hai doanh nhân không bị xử lý hình sự trong vụ án chuyến bay giải cứu. Thực ra những ông tướng công an chính quyền khui ra vì đã nhận tiền chạy án chỉ là phần bị bại lộ. Còn những ông tướng không bị bại lộ thì vẫn cứ ăn y hệt như vậy. Lính có nhà nước nuôi, tướng công an chỉ cần nhận tiền để chạy án rồi chia lại một chút cho lính, còn lại mình hưởng cả. Thực sự với tướng công an thì quả thật là giàu không khó. Cựu phó giám đốc công an Hà Nội cạp một miếng lên tới 61 tỷ đồng. Ông Nguyễn Đức Trung là cựu chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội và cựu giám đốc công an thành phố Hà Nội. Ông Trung không bị bắt về tội chạy án mà bị bắt về rất nhiều tội danh khác. Thời gian ông làm giám đốc công an thành phố và một thời gian ngắn ông làm chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố, không biết ông kiếm tiền bằng cách nào mà ông vung tiền rất mát tay trước tòa. Ông công khai bỏ ra đến 25 tỷ đồng để mua 3 năm tù ít ỏi. Phải là người rất giàu mới dám chi đậm đến như vậy. Câu chuyện công an nhận tiền bảo kê, nhận tiền chạy án không phải là mới. Nó là bản chất của ngành công an từ nhiều năm qua. Tuy nhiên, ở cái thời ông Tô Lâm làm bộ trưởng thì mức độ ăn bạo của các tướng công an mới kinh khủng. Xét về chức trách với một lực lượng công an như thế, làm sao họ có thể bảo vệ sự bình an cho xã hội cho được? Bộ Công an mỗi năm được Trung ương chi ngân sách rất hậu hĩnh, gần 100.000 tỷ đồng, gấp gần 14 lần so với ngân sách cho ngành y tế. Tuy nhiên, chuyện rút tiền xuống Bộ Công an không làm cho các tướng tá ngành này hết tham nhũng, mà họ vẫn tìm cách vơ vét càng nhiều càng tốt của tội phạm cũng như của người dân và doanh nghiệp. Ông Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an Việt Nam đã để cho ngành công an ngày một thối nát. Người ta thường nói thượng bất chính thì hạ tất loạn. Trong trường hợp này, nhìn vào ông Bộ trưởng Bộ Công an và các tướng tá dưới quyền thì không sai chút nào. Ông Bộ trưởng thì sang nước khác bắt cóc người như trốn không có ai cả, không cần biết luật pháp nước sở tại như thế nào, không cần biết luật pháp quốc tế ra sao. Đấy là nghiệp vụ, còn trong đời sống thì ông ta dám dùng tiền thuế của dân ăn thịt bò rát vàng, với giá trị bữa ăn lên đến hàng ngàn đô la Mỹ. Vậy thì làm sao ông có đạo đức cho được? Có thể nói, dưới thời ông Tô Lâm làm bộ trưởng,
ngành công an chưa bao giờ nát như thế này. Với vị trí giám đốc công an tỉnh, thành phố mà người ta còn cắn mỗi miếng đến hàng triệu đô, thì xã hội này còn lại gì đây? Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo .d với bản tin Miếng ăn triệu đô của các tướng công an, Bộ Công an thời ông Tô thối nát tột cùng. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .d để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo .d.